진달래 갤러리, 펑 증바이 화 도 꾼, Azalea Gallery, 원미산의 진달래 꽃, 봄의 전령사, 진달래를 감상하려고 한다. 진달래 꽃 김소월. 여기는 원미산 진달래 꽃동산이다. 봄의 전령사 진달래 꽃. 사 무슨화 노꾼 Herald of Spring Azalea Flower. 심쿵한 핑크빛 봄의 도래를 알리는 아름다운 꽃 진달래. 화 노꾼 Loài hoa xinh đẹp báo hiệu mùa xuân đang đến với sắc hồng thoát tim. Azalea, a beautiful flower that announces the arrival of spring with its heart-pounding pink color. 원미산 진달래 동산 사진 스팟이다. Đây là địa điểm chụp ảnh trong vườn Đỗ Quyên ở núi Wonmi. This is a photo spot in Wonmi Mountains Azalea Garden. 활짝 핀 연분홍색 진달래의 아름다운 매력에 빠져든다. Say dam ve dap kien ru kua wa du kien no hong. Fall in love with the beautiful charm of pink azaleas in full bloom. 어떻게 이렇게 아름답고 고운 연분홍색을 만들어낼 수 있을까? Làm thế nào có thể tạo ra một màu hồng nhạt đẹp và tinh tế như vậy? How can such a beautiful and delicate light pink be created? 연분홍색의 아름다운 꽃잎이 내 마음을 사로잡았다. Những cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp đã chiếm trọn trái tim tôi. Beautiful light pink flower petals captured my heart. 여기 온 많은 사람들이 같은 마음인 것 같다. Có vẻ như rất nhiều người ở đây cũng cảm thấy như vậy. I think a lot of people here feel the same way. 흰색과 분홍색 진달래가 어우러져 더 아름답다. Hoa đỗ quyên trắng và hồng kết hợp càng đẹp. White and pink azaleas combined, more beautiful. 꽃보다 더 아름답게 사진 찍고 싶나 보다. Tôi đoán bạn muốn chụp những bức ảnh đẹp hơn hoa. I think you want to take pictures more beautiful than flowers. 하얀 진달래의 꽃말은 동정과 순수함이라고 한다. Ngôn ngữ của hoa đỗ quyên trắng được cho là sự cảm thông và vâng lời. The flower language of white azalea is said to be sympathy and obedience. 어여쁜 연분홍빛 진달래의 매력에 빠져. Tôi yêu vẻ đẹp quyến rũ của loài đỗ quyên màu hồng nhạt xinh đẹp. I fell in love with the charm of the beautiful light pink azalea. 겨우내 움츠렸던 내 가슴이 사르르 녹아내렸다. Và trái tim tôi vốn đã co lại suốt mùa đông nay đã tan chảy. And my heart, which had been shrinking all winter, melted. 화사한 연분홍색 꽃잎은 사람들의 눈과 마음을 사로잡는다. Những cánh hoa đỗ quyên màu hồng rực rỡ thu hút ánh nhìn và trái tim của mọi người. Bright pink petals capture people's eyes and hearts.
젊은 여심들의 눈과 마음도 사로잡으며 함께 사진 찍게 만든다. Nó thu hút ánh nhìn và trái tim của những phụ nữ trẻ và khiến họ chụp ảnh cùng nhau. It captures the eyes and hearts of young women and makes them take pictures together. 화사한 분홍색과 우아한 모양. Màu hồng tươi tắn và hình dáng trang nhã. Bright pink and elegant shape. 은은하고 조금씩 다른 색깔이지만 Đó là một màu sắc tinh tế và hơi khác biệt, nhưng It's a subtle, slightly different color, but 봄의 향기를 사람들의 마음 속에 전하는 Mang hương xuân đến tận lòng người Bringing the scent of spring to people's hearts 아름다운 꽃 진달래 꽃은 loài hoa xinh đẹp, hoa đỗ quyên là The beautiful flower azalea flower is Chính정 아름다운 봄의 전령사이다. Thực sự là điềm báo của mùa xuân. Truly a harbinger of spring. 진달래의 아름다운 벚 개나리도 함께했다. Người bạn xinh đẹp của Azalea, Forsythia, cũng có mặt. Azalea's beautiful friend, Forsythia, was also present. 푸드트럭이 있어서 맛있는 것 먹으면서 구경할 수 있었다. Có một chiếc xe bán đồ ăn nên tôi có thể vừa ngắm nhìn xung quanh vừa thưởng thức những món ăn ngon. There was a food truck, so I was able to look around while eating delicious food. 아름다운 진달래 꽃은 분홍색 진달래의 꽃말은 사랑의 기쁨이다. 이 아름다운 분홍색 진달래는 순정파인 마음과 사랑의 감정을 상징한다. 우아하고 화려한 봄의 메신저 진달래 꽃 아름다움과 순수함의 상징이며 새로운 시작과 희망의 상징이기도 하지만 사랑과 이별을 표현하기도 한다. 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. Thank you for watching.